Thạc sĩ Vũ Văn Bạ đến từ Trung tâm Tim mạch Bệnh viện E trình bày một cái chủ đề cũng khá là hay là can thiệp không chiếu tia triệt đốt rối loạn nhịp thất khởi phát từ thất phải. Thì mong là bác sĩ Bạ có khoảng độ 15-17 phút để chúng ta có thể 3 phút thảo luận. Và xin cảm ơn. Vâng, xin kính thưa quý chủ tọa đoàn, kính thưa quý đồng nghiệp. Thì sau đây thì tôi xin trình bày về các cái kết quả triệt đốt rối loạn nhịp thất khởi phát từ thất phải sử dụng các cái phương pháp lập bản đồ ba chiều và không sử dụng tia X. Thì chúng ta đã biết rằng là các rối loạn nhịp thất khởi phát từ thất phải cũng nằm trong những nhóm bệnh đó là rối loạn nhịp thất vô căn và thường gặp ở cả những bệnh nhân có cái không có cái cấu trúc bệnh tim cấu trúc. Thì như tiến sĩ Khanh đã trình bày trong slide trước thì khoảng 70% các rối loạn nhịp thất vô căn thì nằm ở khởi phát từ thất phải, số còn lại có thể nằm ở các vị trí như đường thất trái, vị trí quanh vòng van, vị trí các cái vùng liên quan đến quanh vòng van hai lá, ba lá, thậm chí là vùng cơ nhú. Và như vậy rằng là theo các cái guideline đã có sẵn có và tiến sĩ Khanh cũng đã trình bày từ trước thì can thiệp điều trị các cái rối loạn nhịp thất khởi phát từ đường thất phải nói chung nói riêng và tất cả các rối loạn nhịp thất vô căn thì qua đường ống thông hoặc là con đường catheter là một trong những khuyến cáo được lựa chọn ưu tiên hơn so với tất cả những phương pháp sử dụng thuốc beta các cái chặn beta, đặc biệt là ở trên những bệnh nhân có triệu chứng. Vì như chúng ta đã biết rằng là 20 năm vừa qua thì lĩnh vực điện sinh lý đã phát triển rất là mạnh mẽ và phần lớn các cái lĩnh vực điện sinh lý và can thiệp thì thông qua dưới hướng dẫn của các tia X. Và như đã trình bày như hôm qua thì các cái nguy cơ do tiếp xúc tia X ngày càng được báo cáo nhiều hơn do các nguy cơ đối với bệnh nhân, nguy cơ đối với nhân viên y tế thông qua trực tiếp là qua tiếp xúc với bức xạ và gián tiếp là thông qua các cái thiết bị bảo hộ. Vì thế cho nên là từ những năm 2002 cũng cho đến bây giờ thì có rất nhiều các nghiên cứu đã trình bày về việc triệt đốt mà không sử dụng tia X, sử dụng hệ thống lập bản đồ ba chiều đơn thuần từ các cái rối loạn nhịp thất trên thất tới các rối loạn nhịp thất và các cái rối loạn nhịp phức tạp như rối loạn nhịp rung nhĩ và liên quan đến các cái các rối loạn nhịp thất khởi phát từ ra thất phải thì cũng sơ bộ qua về cái giải phẫu của ra thất phải thì nằm ở phía trên tâm thất phải, được giới hạn ở phía trên là van động mạch phổi, ở phía dưới là bờ trên của cái buồng nhận và đỉnh của vòng van ba lá. Nếu mà ở cái mặt cắt ngang như thế này thì đường ra thất phải có xu hướng là đi về phía trái và lên trên hơn và đi về phía trước so với động mạch van động mạch chủ và đường ra thất trái. Vì thế cho nên đây cũng là một trong những cái mốc giải phẫu quan trọng để khi mà đánh giá hình thái về địa tâm đồ chúng ta có đưa ra các cái tiêu chí để phân biệt giữa chúng với nhau và đưa ra tiếp cận ban đầu, đặc biệt là các cái tiếp cận về phương pháp không chiếu tia. Và về phân điện sinh lý thì các rối loạn nhịp thất khởi phát từ thất phải nói chung nói riêng và các rối loạn nhịp thất khởi phát vô căn thì thường là có hai các cái đặc điểm, hai các cái tiếp chính mà đa phần các cái tiếp này là nhạy cảm adenosine, có nghĩa là phụ thuộc catecholamine và khởi phát trigger qua các cái trung gian MC vòng. Và với cái hình thái mà chúng ta thường gặp nhất nó là gặp các cái ổ ngoại âm thất đơn dạng rồi có thể là đơn lẻ đi từng chùm chùm 2, chùm 3 hoặc là có những cơn nhanh thất không bền bỉ thường là xuất hiện khi nghỉ hoặc là sau khi gắng sức. Và những trường hợp như này khi gắng sức thì có thể là không còn nữa. Hình thái thứ hai là xuất hiện những cơn nhanh thất liên tục nhưng thường là xuất hiện khi gắng sức, thậm chí là gắng sức về mặt thể lực cũng như là gắng sức về mặt stress. Thì đây là hình thái của tip 1, chính là những cái ngoại thất thường chùm và giá xen kẽ giữa dạng chùm đó là những nhịp xoang. Và tip 2 chính là những cái cơn nhanh thất. Thì đối với ngoại âm thu thất đường ra thất phải thì có những đặc trưng về điện tâm đồ đó là dạng QRS ở block nhánh trái ở trên các cái chuyển đạo trước tim và các cái chuyển đạo ngoại biên thì có các cái trục sau dưới để dương ở D2, D3, AVF. Và về phân vùng của đường ra thất phải để xác định được là các vị trí khi mà mình tiếp cận không chiếu tia thì trong cái hình ảnh 3D này chúng ta chia thành 8 vùng, có nghĩa là tùy thuộc rằng nó khởi phát từ vùng tự do hay là vùng vách và tương ứng vùng tự do vùng vách chúng ta có cái vùng gần van động mạch phổi hay là xa van động mạch phổi. Nếu vùng gần van động mạch phổi trong vòng 1 cm thì chúng ta gọi là đầu gần và xa đó chúng ta gọi đầu xa, và tương ứng như vậy là bên phải bên trái sẽ chia 8 vùng như vậy và chúng ta sẽ định hướng trên hình 3D và đó chính là cách mà chúng ta sẽ tiếp cận không chiếu tia. Vậy làm thế nào để điều trị được các rối loạn nhịp thất khởi phát từ thất phải thì có 3 hướng. Thì như tiến sĩ Hành đã trao đổi, chúng ta có thể thay đổi lối sống rất nhiều trường hợp với rối loạn nhịp thất. Một là không triệu chứng, hai là số lượng rất ít. Chúng ta có thể hướng dẫn bệnh nhân là giảm stress, ngủ sớm, thậm chí là hạn chế cà phê, chè có thể cải thiện được rối loạn nhịp thất vô căn. Và một số khác có thể chúng ta điều trị thuốc. Và nếu trong trường hợp mà điều trị thuốc không dung nạp, chúng tôi thường nói với bệnh nhân điều trị thuốc không dung nạp hoặc là người ta không muốn sử dụng thuốc cả đời và như thế thì chúng tôi ưu tiên được là có thể triệt đốt qua đường ống thông bằng năng lượng RF. Thì việc khuyến cáo của việc triệt đốt qua đường catheter cũng đã từ năm 2019 với đồng thuận của cả Hội Tim mạch Châu Âu, Hội Tim mạch
Hoa Kỳ cũng đưa ra rằng là các slide này đã đưa ra từ trước rằng là cái việc mà chuyển đổi qua đường ung thư sẽ được ưu tiên lựa chọn hơn so với các thuốc metoprolol và hoặc là các cái propranolol. Đây là một cái hình ảnh slide bên cạnh, đó là hình ảnh mà các cái ống thông đưa qua tĩnh mạch chủ dưới vào trong buồng nhĩ qua vòng van ba lá sau đến tiếp cận lên đường ra thất phải, và tương ứng với hình ảnh X quang trên hình ảnh giải phẫu, và các quý đồng nghiệp có thể nhìn thấy là cai te đã tiếp cận được ra thất phải. Và đây là một cái khuyến cáo khác, thì song hành với cái việc mà mình chuyển đổi qua đường ống thông thì các cái khuyến cáo cũng đưa ra được rằng là chúng ta cố gắng hạn chế tối thiểu cái việc tiếp xúc tia do các cái yếu tố nguy cơ đã được báo cáo. Thì đây là một cái báo cáo đồng thuận của Hội Tim Mạch Châu Á Thái Bình Dương năm 2019, nó nói rằng là cái hệ thống 3D nên được ưu tiên sử dụng cho tất cả các bệnh nhân khi mà điều trị qua đường ống thông, và đặc biệt là đối với phụ nữ và có thai và trẻ em. Và với cái đồng thuận như vậy thì các nghiên cứu cũng đã ra đời từ năm 2002 như đã trình bày từ trước, và rất nhiều các cái loại nhịp khác nhau, từ các loại nhịp thất vô can tới nhịp cả nhịp trên thất cả dung nhĩ. Và trong nghiên cứu của chúng tôi thì thực hiện thì khi mà lựa chọn tất cả những cái đối tượng mà có cái đặc trưng về điện tâm đồ của đường thất phải được đưa vào nghiên cứu và theo dõi trong vòng 2 năm, thì các cái kỹ thuật mapping được lựa chọn, đó là cái hai kỹ thuật chính, đó là mình sử dụng cái phương pháp là đo điện thế sớm, lập bản đồ là điện thế của activation map, dựa vào cái điện thế sớm mình đo được, sau đó mã hóa màu, và theo cái mã hóa màu sẽ xác định được cái vùng trắng là sẽ là vùng mà có cái vùng điện thế sớm nhất, chính là cái vùng mà mình sẽ ưu tiên chuyển đốt. Và có một cái phương pháp thứ hai, đó là song song cái việc là activation map, có thể dùng pace mapping, có thể song song mình sẽ kích thích ở nhiều vị trí trong buồng thất phải để đánh giá xem là trong đường thất phải để đánh giá xem là vị trí nào có tạo ra được cái phúc bộ QRS giống với phúc bộ QRS trên lâm sàng nhất. Đó là phương pháp về dụng cụ chúng ta cần phải có, đó là cái hệ thống lập bản đồ 3 chiều. Và bên cạnh đó thì chúng ta có những cái thiết bị khác, ví dụ chẳng hạn như là dụng cụ trong nghiên cứu của chúng tôi chính là nghiên cứu dùng những cái catheter không lai hướng, đầu rất là mềm và cho phép rằng là hạn chế các cái tổn thương về mạch và chúng như là tiếp cận các cái vị trí cần tới mà không gây ra những cái cản trở gì cả. Thì thực ra thì về sự an toàn của bệnh nhân, hệ thống fluoroscopy cũng để backup, nhưng trong các cái thủ thuật của chúng tôi thì tất cả các cái bác sĩ khi mà bắt đầu tiến hành thủ thuật đều không mặc áo chỉ, có nghĩa là chỉ mặc áo giấy như là phẫu thuật viên. Về các protocol trong cái thủ thuật thì việc đầu tiên là chúng ta phải có sự chuẩn bị và dụng cụ. Thì đối với những catheter không lai hướng thì chúng tôi đặc biệt là catheter chúng tôi gọi tắt là catheter CS 10 cực, là bao giờ chúng tôi cũng tạo các cớp trước đối với hình vòng nửa, gọi là nửa hình tròn. Sau đó còn đối với catheter mà 4 cực là catheter đi từ tĩnh mạch chủ dưới thì chúng tôi hơi cong một chút để tránh trường hợp mà khi mà đi từ dưới lên trên, mà khi mà dụng cụ thấy hình con tôm mà đi chạy đi đuôi tôm mà chạy lên trên thì khá an toàn. Cái thứ hai là làm thế nào để biết được rằng là chúng ta đã vào tĩnh mạch. Chúng ta dựa vào hai thứ, một là dựa vào các cái áp lực của mạch máu, có cái áp lực thì áp lực của tĩnh mạch thì bao giờ cũng rất là nhẹ nhàng hơn so với động mạch. Cái thứ hai dựa vào màu máu. Đây là hình ảnh cho chúng ta thấy rằng là có sự chuẩn bị. Rồi xin cho chạy hình ạ. Đây là cái sau khi mà CS đã đạt được tĩnh mạch chủ trên, đi vào tĩnh mạch chủ trên thì các quý đồng nghiệp nhìn thấy cái điện đồ bắt đầu xuất hiện nhĩ, sau đó là xuất hiện nhiệt độ vòng van, sau đó là cứ đẩy tiếp tục thì ra đường ra thất phải, hoàn toàn không sửa hình mà tất cả các ca đều như vậy. Sau đó chúng ta tiếp tục tiến hành mapping, cứ di chuyển đi lại thì sẽ dựng được toàn bộ đường ra thất phải. Rất may mắn là cái cách tiếp cận từ tĩnh mạch chủ trên cho phép ta có thể lấy một cách dễ dàng với cái khớp đã định hình, và cứ lấy như vậy. Sau khi mà hoàn thành được các cái bản đồ, chúng ta sẽ có cái bản đồ của đường ra thất phải như thế này, và cái vùng trắng chính là cái vùng mà gây ra cái loạn nhịp tim, và trong quá trình đường đi chúng tôi đánh dấu cái vị trí hít là cái vị trí chấm vàng. Sau khi mà đã dựng được cái bản đồ đường ra thất phải rồi thì làm thế nào chúng ta đưa cái tay đốt vào? Xin cho chạy hình ạ. Thì dụng cụ sẽ đi từ dưới đùi, rất may là hệ thống Ensign với các cái cơ chế của điện trở cho phép chúng ta xác định được là các cái catheter từ các cái xa trường của tim, vì thế cho nên dựng được tĩnh mạch chủ dưới, mà biết được là tĩnh mạch chủ dưới cứ đi thẳng lên trên thôi, khi mà gặp các cái tĩnh mạch phụ bên cạnh thì nó sẽ dừng lại và nó sẽ đi hướng ra, mình sẽ rút lại vì cái đầu catheter rất là mềm, và cái thứ hai rằng là đã make up từ trước, vì thế cho nên khi đã tiếp cận được cái vùng của đường ra thất phải đã định sẵn rồi thì mình không còn ngại ngần gì cả. Và cũng tương tự như vậy, từ cái vùng không có điện đồ là cái mình tĩnh mạch chủ dưới, chúng ta có thể tiếp cận được nhĩ trái với điện đồ của nhĩ và sau đó rằng là sẽ đi vào vùng thất. Và sau khi đã hoàn chỉnh được là cái từ cái bản đồ của đường ra thất phải cũng giống như là cái roadmap, cái đường đi của IVC, chúng ta có một cái hình ảnh như thế này.
và sau đó chúng ta sẽ luồn dụng cụ qua cái đường đã có sẵn, chúng ta tiếp cận vào cái vị trí mà chúng ta cho rằng là đó là vùng gây rối loạn nhịp thất, chúng ta chuyển đốt. Vậy kết quả và bàn luận trong nghiên cứu là trong tổng số 43 bệnh nhân được tiếp cận ban đầu với là không chiếu tia, tuy nhiên không phải tất cả những nhóm này đều có thể thành công với những không chiếu tia, trong đó có 5 bệnh nhân chúng ta cũng cuối cùng của thủ thuật để đảm bảo an toàn và tính chính xác cũng phải chiếu tia một chút để đảm bảo xem là tại sao như thế. Nhưng thực ra trong theo dõi 5 nhóm này, thực ra nếu đã khó không trong cái việc mà thủ thuật tiếp cận không chiếu tia thì ngay cả khi chiếu tia chúng ta khó có thể thành công được. Và trong nhóm này cũng có hai, và nên đánh giá cái tỷ lệ tái phát và thành công lâu dài thì ngay cả cái nhóm không chiếu tia một phần và chiếu tia giảm chiếu tia cũng giống như là chiếu tia không chiếu tia hoàn toàn thì thành công sớm trong nghiên cứu của chúng tôi là 97,7% và theo dõi lâu dài thì thành công chung là khoảng 86%. Tỷ lệ nữ trên nam thì nữ chiếm tỷ lệ nhiều hơn. Thực ra rằng là các nghiên cứu trong và ngoài nước cho thấy rằng là nữ bao giờ cũng có cái rối loạn nhịp thất vô căn thì cao hơn nam. Từ điều này thì có liên quan đến các cái sự nhạy cảm với catecholamine của nữ thì cao hơn ở nam, và đặc biệt là liên quan đến các cái hormone về giới tính, và vì thế cho nên tại sao ở vùng nữ quanh các cái chu kỳ kinh nguyệt thường có cái loại nhịp thất nhiều hơn. Đây là cái tỷ lệ về triệu chứng thì hồi hộp chống ngực là yếu tố chính. Về các cái kết quả, các cái vị trí mà chúng tôi đã trong nhóm nghiên cứu đã thấy được rằng là đa phần các cái ổ xuất phát ở vần gần van âm phổi bên phía vách và đầu gần chiếm tỷ lệ cao nhất. Nếu ở so với các cái mô hình này của các cái tác giả Makura từ năm 1998 cũng cho thấy rằng là các vị trí vùng gần van âm phổi phía vách và bên trái là chiếm tỷ lệ cao nhất. Và kết quả triệt đốt thì so sánh với các nghiên cứu thì thực ra rằng là tuy các nghiên cứu từ năm 2002 đến bây giờ, mặc dù rất nhiều nghiên cứu, cho nên chỉ có một nhóm nghiên cứu của Von Bayern từ năm 2011 là có nghiên cứu liên quan đến nhịp thất. Và gần đây nhất thì các nghiên cứu của các gia tộc Trung Quốc với số lượng rất cao cũng chia nhóm và cho thấy được rằng là có cái tỷ lệ về cũng chia nhóm mà liên quan đến rối loạn nhịp thất vô căn, và cũng chia cho thấy được là các cái tỷ lệ về thành công và thất bại cũng tương đương với các cái nghiên cứu của chúng tôi, cũng giống như là thời gian thủ thuật và thời gian chiếu tia. Thời gian thủ thuật thì không khác so với nhóm chiếu tia, còn thời gian chiếu tia chắc chắn rằng là có sự khác biệt. Và đây là kết quả so sánh kết quả nghiên cứu của chúng tôi so với các tác giả về các cái thông số về thời gian chiếu tia, về thời gian thủ thuật và tỷ lệ thành công. Đây là một, vì trước đây rất ít các nghiên cứu liên mô tả một cách kỹ lưỡng về các cái kết quả không chiếu tia, nhưng đây là một trong những nghiên cứu review một cách hệ thống thì cho thấy rằng là khi mà người ta phân tích dưới nhóm đối với tất cả các cái nhóm không chiếu tia so với nhóm chiếu tia của các rối nhịp thất thì cho thấy rằng là về mặt thời gian thủ thuật trung bình cũng giống như các biến chứng rồi các cái thành công cấp và vấn đề về thành công sau này thì cho thấy rằng là giữa nhóm chiếu tia và không chiếu tia ở dưới nhóm rối nhịp thất thì không có sự khác biệt. Điều đó, và kết quả nghiên cứu chúng tôi cũng đã được đăng tải trên các tạp chí quốc tế. Và về liên linh cấp cho cái thủ thuật không chiếu tia cho thấy rằng là cả thời điểm mà chúng tôi chia thành 3 nhóm thì tôi thấy rằng là các cái nhóm đầu tiên cho thấy cái tỷ lệ thành công thì thấp hơn, nhưng càng về sau này thì các cái xuống là thành công cao hơn. Và các cái thời gian triệt đốt thì có giảm đi nhưng không đáng kể. Thời gian thủ thuật thì tương đương nhau. Và so sánh với các cái nghiên cứu, một số các nghiên cứu cho thấy rằng là cũng như vậy, các cái xu hướng về learning curve cho những cái kỹ thuật mới và tiếp đặc biệt là tiếp cận không chiếu tia thì thời gian thủ thuật và thì ngày càng giảm đi. Và tôi xin đưa đến một cái kết luận như sau: rồi hệ thống lập bản đồ 3 chiều thì thực sự là có vai trò chính trong cái việc mà mình giảm chiếu tia X trong thủ thuật triệt đốt loạn nhịp thất khởi phát từ đa thất phải. Trong triệt đốt loạn nhịp thất khởi phát từ đa thất phải và không chiếu tia thì khả thi và an toàn. Ê, xin chân thành cảm ơn thạc sĩ Nguyễn Đình Sơn Ngọc, Bệnh viện Đại học Y Dược, với cái bài báo cáo là triệt đốt loạn nhịp thất vô căn xuất phát từ đường ra thất phải. Dạ, kính thưa chủ tọa đoàn và các bác sĩ, vừa rồi thì bác sĩ Bạ đã trình bày chủ đề về kết quả triệt đốt những cái rối loạn nhịp thất tuyên phát từ đường ra thất phải bằng phương pháp 3D. Thì hôm nay em xin phép đại diện nhóm nghiên cứu trình bày kết quả triệt đốt những cái rối loạn nhịp thất vô căn từ đường ra thất phải của nhóm tụi em. Thì chủ yếu cái nghiên cứu này thì tại thời điểm mà chúng em tiến hành nghiên cứu là chúng em chưa có hệ thống 3D, thì phương pháp của chúng em là sử dụng 2D thôi ạ. Về nội dung trình bày thì của em gồm có 5 phần: thứ nhất là đặt vấn đề, thứ hai là mục tiêu nghiên cứu, thứ hai là tổng quan tài liệu, thứ ba đó là đối tượng và phương pháp nghiên cứu, thứ tư là kết quả bàn luận, và cuối cùng đó là kết luận. Thì các rối loạn nhịp thất thì nó có hai dạng, đó là các rối loạn nhịp thất
có nguyên nhân, ví dụ như các bệnh nhân bị nhồi máu cơ tim, suy tim hoặc là bệnh cơ tim. Và thứ hai đó là nhóm rối loạn nhịp thất tiên phát, thì người ta thấy rằng khoảng 15% những cái nhịp nhanh thất và 10% rung thất có thể xảy ra những bệnh nhân không có tim cấu trúc. Thì những cái rối loạn nhịp thất vô căn thì gồm nhiều loại, thông thường nhất là những cái nhịp nhanh thất hoặc là ngoại tâm thoát thực đường ra, hoặc là những nhịp nhanh chất trái vô căn, hoặc là những cái rối loạn nhịp thất vô căn từ những vị trí khác. Thì các công trình nghiên cứu trên thế giới đã cho thấy rằng triệt đốt bằng năng lượng sóng có tần số radio cho thấy rằng có hiệu quả khá cao. Thì hiện tại trung tâm tụi em thì cũng đang tiến hành những nghiên cứu này, thì với mục tiêu đó là đánh giá hiệu quả và tính an toàn của phương pháp triệt đốt bằng năng lượng sóng có tần số radio trong điều trị các rối loạn nhịp thất vô căn xuất phát từ đường ra thất phải. Thì vừa rồi thì bác sĩ Bảo có trình bày về những cái giải phẫu cũng như là đặc điểm của những cái ngoại tâm thâu thất hoặc là nhịp nhanh thất khởi phát từ đường ra thất phải. Thì em xin phép được lướt qua, thì ví dụ như ở V1 thì nó sẽ có dạng QS, còn ở D1 thì nếu như mà ở cái ổ lăng nhịp ở phía trước á, thì phúc bộ QRS nó sẽ âm, còn ổ lăng nhịp ở phía sau thì phúc bộ QRS sẽ dương. Và chuyển đạo D2, D3, VF thì nó có dạng sóng R. Nếu mà sóng R ở D3 nó cao hơn D2 thì ổ khởi phát là trên van động mạch phổi. Còn đối với những cái vị trí với thành tự do thì thường phúc bộ QRS nó sẽ rộng và có khất ở chuyển đạo D2, DVF. Thì chúng em sử dụng sơ đồ trên đây để định vị những cái ổ rối loạn nhịp để hỗ trợ trong quá trình thăm dò điện sinh lý tim. Về những cái kết quả triệt đốt rối loạn nhịp thất vô căn từ đường ra thất phải thì đã được tiến hành, cái nghiên cứu này đã được tiến hành từ rất là lâu cho đến gần đây, thì kết quả triệt đốt tỷ lệ thành công rất là cao, hơn 80%, và gần đây thì tỷ lệ thành công có thể lên đến 93%. Hoặc là tại các nghiên cứu của phó sư Nguyễn Hồng Hạnh cũng như tiến sĩ Trương Quang Khanh thì kết quả thành công rất là cao, là khoảng 97-96%. Về đối tượng và phương pháp nghiên cứu thì nghiên cứu của chúng em là nghiên cứu cắt ngang mô tả hàng loạt ca. Thì chúng em tiến hành từ tháng 1 năm 2016 đến tháng 1 năm 2020. Thì chúng em thu thập được 66 bệnh nhân. Thì bệnh tim cấu trúc được loại trừ nếu mà bệnh nhân có siêu tim bình thường. Các bệnh nhân mà có suy tim, có EF giảm thì chúng em chụp động mạch vành, và nếu cần thì có thể chụp MRI tim. Đối với các bệnh nhân mà có dấu hiệu gợi ý bệnh tim thiếu máu cục bộ, ví dụ như là bệnh nhân có triệu chứng đau ngực điển hình, điện tâm đồ, siêu âm tim cũng như là các yếu tố nguy cơ tim mạch của người bệnh gợi ý bệnh động mạch vành, thì bệnh nhân sẽ được chụp động mạch vành hoặc MSCT mạch vành. Và bệnh nhân có các triệu chứng ví dụ như là hồi hộp, choáng váng, đau ngực hoặc là ngất, thời gian theo dõi trung bình đó là 10,3 tháng. Về quy trình thăm dò điện sinh lý tim thì bệnh nhân được nhịn ăn trước thủ thuật, và chúng em đưa hai catheter 5S vào tĩnh mạch đùi phải đến thất phải và có hít, từ đó là kích thích thất và nhĩ theo chương trình xem có cơn nhịp nhanh hay không. Về vị trí cắt đốn thì chúng em dựa trên hai kỹ thuật, đó là kỹ thuật base map và kỹ thuật activation map. Thì kỹ thuật base map có nghĩa là chúng em sẽ tạo ra những cái ngoại tâm thu thất từ catheter đốt xem có phù hợp với cái ngoại tâm thu thất của bệnh nhân hay không. Và kỹ thuật activation map có nghĩa là chúng em sẽ coi cái sóng khử cực nội mạc sớm nhất, và sau đó sẽ đo đạt cái thời gian từ lúc xuất hiện cái sóng khử cực nội mạc sớm nhất trên catheter đốt so với khởi phát của phúc bộ QRS trên điện tâm đồ bề mặt. Thì đây là hình ảnh minh họa kỹ thuật base map. Bên trái đây là cái cơn nhịp nhanh thất tự nhiên của bệnh nhân, còn bên phải đây là cái nhịp nhanh thất khi mà chúng em kích thích thất từ catheter đốt, thì thấy rằng nó phù hợp 12/12 chuyển đạo. Còn activation map trong trường hợp này là đi sớm 30 mili giây. Về quy trình triệt đốt thì chúng em đốt bằng năng lượng sóng có tần số radio với nhiệt độ đó là 60 độ C và cường độ là 60W. Thì sau mỗi nhát đốt thành công thì chúng em sẽ tiến hành kích thích thất theo chương trình tại hai vị trí, đó là mõm thất phải và đường ra thất phải, xem có còn cơn nhịp nhanh hay không, và sẽ kết thúc thủ thuật nếu sau 30 phút bệnh nhân không còn nhanh thất hoặc là những cái ngoại tâm thu thất, và bệnh nhân sẽ được gắn holter lại sau đó để kiểm tra lại số lượng ngoại tâm thu. Thì số liệu được nhập và xử lý bằng phần mềm SPSS khác biệt với nghệ thống kê khi mà B nhỏ hơn 0.05.
Sau đây em xin phép lướt qua về các kết quả nghiên cứu thì đa số bệnh nhân là nữ. Cái lớp tuổi bệnh nhân mà trên 40 tuổi thì cũng chiếm tỷ lệ cao, đó là khoảng 86%. Tuổi trung bình trong nghiên cứu chúng em đó là khoảng 45 tuổi. Về triệu chứng chính của bệnh nhân đó là triệu chứng hồi hộp và khó thở. Thời gian xuất hiện triệu chứng trung bình đó là khoảng 18 tháng, thì nó cũng thay đổi tùy theo các nghiên cứu. Về các bệnh nhân thì đa số bệnh nhân là sử dụng thuốc chống lặng nhịp rồi, là chiếm khoảng 68%. Tuy nhiên các bệnh nhân này vẫn còn triệu chứng nên là thăm dò điện sinh lý tim và triệt đốt. Còn phần còn lại là khoảng 31% bệnh nhân là bệnh nhân mong muốn được điều trị triệt để cơn rối loạn nhịp thất này, thành ra là lựa chọn phương pháp cắt đốt ngay từ đầu. Về các thuốc chống loạn nhịp được sử dụng trên người bệnh đó thì thuốc dạng beta là thuốc thường sử dụng nhất. Đối với các bệnh kèm theo của bệnh nhân thì tăng huyết áp là chính. Có 11 bệnh nhân thì được chụp mạch vành, thì trong đó có 2 bệnh nhân thì có hẹp LED đoạn 1 và đoạn 2. Thì cái việc hẹp LED này nó không liên quan đến cái rối loạn nhịp thất từ đường ra thất phải. Về cái Holter điện tim thì số lượng ngoài tâm thu thất thì rất là nhiều, chiếm khoảng hơn 10.000 trong vòng 24 giờ, thì chiếm khoảng 93%. Thì đa số là bệnh nhân có những cái nhịp nhanh thất hoặc là những cái ngoại tâm thu thất. Về tỷ lệ cắt đốt của tụi em thì tỷ lệ cắt đốt thành công đó là khoảng 87%, cũng gần tương tự như các nghiên cứu khác, và có thấp hơn những cái nghiên cứu của các tác giả ví dụ như Clyde Lachamsetti hoặc là những phó sư Nguyễn Hồng Hạnh cũng như là tiến sĩ Trương Quang Khanh. Thì có thể là kinh nghiệm của em chưa được nhiều nên là đôi khi em lựa chọn những vị trí chưa được tốt. Về thời gian thủ thuật thì trung bình của tụi em thì khoảng 108 phút và cũng có dài hơn của những tác khác. Thì có thể là chúng em còn phải tính thêm cái thời gian chờ của thủ thuật cũng khoảng 30 phút à. Về vị trí triệt đốt thành công thì vị trí mà chúng em triệt đốt thành công thông thường nhất là vị trí vùng trước vách của đường ra thất phải, chiếm khoảng hơn 70%. Thì vị trí của rối loạn nhịp, ổ loạn nhịp của nó nằm ở vị trí vùng trước vách của đường ra thất phải thì chiếm đa số, phù hợp với các nghiên cứu của các tác giả khác. Về đặc điểm của nhắc đốt thành công thì chúng em nhận thấy rằng đối với những bệnh nhân mà đốt thành công thì tỷ lệ mà base map lớn hơn 11/12 chuyển đạo nó nhiều hơn, activation map nó kéo dài hơn và có xuất hiện những cái nhịp nhanh thất khi đốt. Thì cái năng lượng đối với những cái nhát đốt này tụi em cũng đạt được khoảng 41 watt. Thì sau khi mà tiến hành chia những cái ví dụ như là activation map thành những cái mức ví dụ như là 20 mili giây, 25 mili giây, 30 mili giây, hoặc là những cái năng lượng nó đạt từ 30 watt với là 40 watt, thì chúng em phân tích lại thì ghi nhận rằng base map lớn hơn 11/12 chuyển đạo cũng như là activation map lớn hơn bằng 30 mili giây là yếu tố dự báo cái vị trí có thể triệt đốt thành công. Thì hạn chế của nghiên cứu của chúng em đó là nghiên cứu cũng tương đối nhỏ, cỡ mẫu thì không nhiều nên là số liệu nó có thể không đại diện được cho toàn thể bệnh nhân bị rối loạn nhịp thất từ đường ra thất phải. Có khoảng 11 bệnh nhân thì được chụp mạch vành hoặc là MSCT mạch vành, phần còn lại thì các bệnh nhân triệu chứng cũng rất là mơ hồ, đau ngực không điển hình. Xác suất tiền nghiệm thấp nên là chúng em cũng tiến hành thủ thuật thăm dò điện sinh lý tim và triệt đốt, và theo dõi sau đó thì các triệu chứng của người bệnh thì cải thiện. Dạ, để kết luận thì em xin tóm tắt hai điểm. Thứ nhất đó là triệt đốt ở rối loạn nhịp thất vô căn từ đường ra thất phải thì có thể thực hiện an toàn với tỷ lệ thành công cao. Trong nghiên cứu của chúng em thì có một trường hợp bị tràn máu màng ngoài tim. Thì đây là một trường hợp tràn máu màng ngoài tim lượng trung bình và sau đó là tự giới hạn, chúng em cũng không có can thiệp gì. Và
Cái thứ hai đó là đối với việc mà lựa chọn vị trí cắt đốt đó, thì base map lớn hơn 11 trên 12 chuyển đạo và activation map lớn hơn bằng 30 lên dây là yếu tố dự báo là chúng em có thể triệt đốt tại vị trí đó. Dạ, phần trình bày của em đến đây là hết ạ. Em xin chân thành cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý thầy cô. Tiến sĩ Phạm Trường Sơn cũng tương đối là hay là vấn đề triệt đốt ngoại đông tu thất ở các vị trí phức tạp. Vâng, thưa chủ tọa đoàn, thưa quý đồng nghiệp, thì rất là xin cảm ơn các báo cáo viên trước đã trình bày những cái chỉ định rồi những cái điều trị triệt tốt ở ngoại đông tu thất đường ra phải. Thì trong lâm sàng nó gặp rất nhiều các ngoại đông tu thất mà nó không mở đường ra. Thì cái này là chúng tôi cũng đang làm thường quy và tôi thấy hiệu quả rất là cao thì muốn chia sẻ với quý đồng nghiệp. Thì chúng ta biết là các cái nhanh thất mà đơn dạng thì đa dạng phần thường là các cái rối loạn về di truyền. Còn đơn dạng thì ngoài đường ra thất trái, thất phải chúng ta có rất nhiều vị trí. Ở bên phải thì có ổng vách, vùng van ba lá, rồi ở mỏm. Ở bên trái thì chúng ta có ở các cái vị trí nhanh trái trước trên sau dưới. Thì chúng ta biết là bên phải chiếm 80%. Thì ngoài đường ra ra thì rất nhiều vị trí, đặc biệt là ở vùng thất phải, thành tự do, thành vách, vân vân ở vùng mỏm. Bên trái thì ngoài đường ra trái là van sava ở cái chỗ tiếp giáp chủ hai lá his, thì còn ở van hai lá ở nhánh trái và các cơ nhú, đây là các cái vị trí. Thế thì nghiên cứu tôi trong vòng khoảng 2 năm trên gần 200 bệnh nhân thì với cái đường ra thất phải thì chiếm là chính 91%, nhưng mà không phải đường ra thất phải là khoảng độ chiếm 9%. Với đường ra thất ở bên trái thì chiếm 2% so với 78% của đường ra. Van sava thì là khoảng độ 65% và không phải van sava khá cao là tới 35%. Thì nhất là tôi trình bày về cái bên phải mà không phải đường ra. Thế thì theo một số các tác giả thế giới thì cũng không nhiều lắm. Người ta cũng đốt mà chủ yếu 3D và hít thì ta không đốt. Thành công khoảng 93%. Chỉ chúng tôi thì cũng đốt 3D khoảng 1/3 số bệnh nhân. Đốt thường là chính và kể cả hít chúng tôi vẫn đốt bình thường. Với thành công rất là cao, là hơn 90% và tái phát khoảng độ 83% với cái vị trí không phải đường ra. Thì thứ nhất là ở cái vị trí không phải đường ra thì có ở thành bên của van ba lá, của thất phải và ở vùng vách. Thì với vùng vách người ta chia làm 9 vùng. Một là ở vùng trên, hai vùng giữa, ba là vùng dưới. Và ở cái thứ hai nữa là ở vùng van ba lá, ở vùng giữa và ở vùng mỏ. Thì chúng ta sẽ có 9 vùng của cái vùng không phải đường ra. Thế thì nghiên cứu của tác giả thế giới thì nói khoảng độ là chủ yếu là ở vị trí đều nhau. Vùng mỏ, vùng nền và vùng van ba lá tương đối giống nhau. Mà chúng tôi tập trung chứa vùng van ba lá, vùng thành bên và một chút ở vùng mỏ và vùng nền. Thì bây giờ đầu tiên chúng ta phân biệt thế nào là ở vùng thành bên và thế nào ở vùng vách. Thì chúng ta biết là ở vùng vách ấy, thì nó nằm gần với thất trái hơn thất phải. Vì vậy mà cái quá trình vùng vách nó sẽ cử cực là nó sẽ đi hướng về V1 xa hơn. Nhưng thấy ở V1 ở vùng vách thì nó âm. Còn ở vùng đường ra, ở vùng thành bên thì nó sẽ có R nhỏ. Nhưng quan trọng chúng tôi không hay để ý vào D2, D3, VF. Mình thấy là có cái notch ở D2, D3, VF. Đặc biệt là chúng ta nhìn để chuyển tiếp ở vùng ở V5, V6. Thì một bệnh nhân tôi thấy chuyển tiếp rất là muộn ở V5, V6 và có notch ở D2, D3, VF thì tôi đã khẳng định đây khả năng thành bên. Và nhìn vào V1 thấy R nhỏ nữa thì càng xác trần. Và đặc biệt là vùng thành bên này thì QRS nó thấp hơn so với vùng vách. Đấy, nó thấp hơn một chút. Đây là một ca tôi thấy là nhìn D2, D3, VF là nó có cái notch, đặc biệt là nó chuyển tiếp rất là muộn ở V5, V6. Và tôi định hướng ngay ở thành bên van ba lá. Và D2, D3 với âm như vậy là vùng thành bên nhưng mà nó ở thấp, đặc biệt D1 rất là cao. Thế với cái vị trí này di động rất là ghê, tôi không quay video được, là tôi phải dùng cái long sheet Agilis và dùng cái 3D nó di động rất là mạnh và tôi đốt thành công ca này. Tiếp theo một ca thứ hai là cũng một thành bên, chúng tôi nhìn thấy chuyển tiếp rất là muộn ở V5, V6, D2, D3, VF thì nó cũng có notch, như vậy là khả năng cao là ở thành bên rồi. Đặc biệt là ở cái D2, D3, VF thì nó không âm hoàn toàn, nó ở cái chỗ D3 nó vẫn dương, như vậy là nó ở vùng thành bên nhưng nó hơi cao một chút, nên là thành bên hoàn toàn, kia thành bên ở dưới. Và đốt thành công bằng long sheet và đây tôi đốt thường không cần dùng 3D. Tiếp theo ở vị trí, đây là vùng thành bên, vùng vách. Vùng vách thì tác giả thế giới cũng không nhiều, gặp nhiều bệnh nhân và cũng chia đều cho 3 vùng. Ở vùng septum, vùng mid và vùng dưới, 3 vùng ở tương đương nhau. Và tập trung chứa vùng van ba lá một phần ở vùng giữa. Và chúng tôi thì cũng tập trung ở chứa vùng van ba lá nhưng mà vùng gần dưới hít thì nhiều hơn. Trong đó có cả vùng mỏ và vùng một chút ở vùng dưới. Thế trong cái vùng ở vùng giữa, từ vùng septum này thì chúng ta chia 3 vùng đó, vùng mỏ, vùng giữa và vùng van ba lá. Thì hay gặp van ba lá thì phân biệt thế nào? Ở van ba lá thì rõ ràng vùng van ba lá này nó xa với cái đạo trình ở trước tim hơn. Vì vậy mà ở cái vùng van ba lá này cửa cực nó thường sớm trên V4 và người ta thấy rằng nếu mà cái transition của nó mà trên ở cao ấy thì khả năng nhiều là ở cái vùng van ba lá. Độ đệ nhẹ là hiệu tới 100%.
và tôi chủ yếu dựa vào V4 để phân biệt ở vùng van ba lá và ở vùng nền là vùng mỏ. Thì cái phân biệt thứ hai là đương nhiên vùng van ba lá thì thường có một sóng nhĩ nhỏ ở phía trước, còn cái vùng ở vùng nền và vùng mỏ thì không có sóng nhĩ mà chỉ có thất mà thôi. Đây là một ca vị trí ở vùng hít. Tại sao? Thứ nhất thì mình thấy là cái việc khử cực nó khá cao ở cái transition ở vùng V3, tại trên V4 khả năng nhiều nằm ở vùng vùng van ba lá. Thế thì D2, D3, VF thì nó không có notch, như vậy là nó nằm ở vùng septum chứ không phải vùng thành bên. Và đây chúng thấy là cả D2, D3F đều âm vừa phải thôi, như vậy là nó nằm ở hít nhưng mà vùng dưới hít một chút. Và chúng tôi đã triệt đốt thành công ca này. Đây là vị trí hít chúng tôi định vị. Vì vị trí rất là hít, chúng tôi phải dùng 3D để tránh loại trừ các biến chứng. Tôi xác định được cái vị trí hít ở đây và tôi triệt đốt ở vị trí vàng đây. Và ca này cũng di động khá là cao, chúng tôi cũng phải dùng vào long sheet. Tiếp theo là vị trí mà vùng vách ở vùng van ba lá nhưng ở vùng dưới. Thì khi ở vùng dưới như vậy thì chúng ta thấy là cái QS rất là âm, rất sâu, D2, D3, VF. Mặc dù cùng vùng van ba lá, hít thì nó có thể âm vừa, thậm chí có một chút nó dương lên. Nhưng mà với vùng dưới của van ba lá thì D2, D3F âm hoàn toàn. Và đương nhiên đây là chuyển tiếp rất là cao. Và D2, D3, VF thì cái sóng nốt không có. Như vậy đây là ở vùng septum và vùng ở dưới septum. Tiếp theo là vị trí vùng mỏm. Thì vùng mỏm thì giống như kiểu chúng ta đặt tạm thời ấy, là nó chuyển tiếp rất là muộn, thậm chí V5, V6 còn âm và D2, D3 rất là âm. Thì cái này vùng mỏm rộng rất là ghê, chúng tôi phải dùng cả 3D và dùng cái long sheet để chúng ta cố định được cái vị trí vùng mỏm. Thì cái này chúng thấy D2, D3 rất là âm, như vậy là vùng rất là thấp của vùng mỏm. Một ca nữa chúng tôi vừa mới đốt là ca cũng vùng mỏm, nhưng mà đây điển hình là gì, chuyển tiếp rất là muộn, và thứ hai D3, D3 VF thì nó rất không có notch, như vậy là nó ở thành vách và nó ở vùng mỏm. Thế thì tuy nhiên thì cái D2 VF nó không âm hoàn toàn mà nó có những dương lên, như vậy là vùng mỏm nhưng mà nó lại không phải dùng thấp ở mỏm mà vùng giữa mỏm. Thì cái này chúng tôi phải dùng cả long sheet và cũng dùng 3D đốt. Cái này cũng di động rất là ghê. Và cái này cái điện trở high power chúng tôi phải dùng cái CoolPoint, bởi vì cái này cái dòng điện đây là cái dòng máu đây nó di chuyển rất là tít, chúng tôi phải dùng CoolPoint. Tiếp theo bên trái thì người ta biết là bên trái, cái đường giá trái thì có vị trí hay gặp đốt, chúng ta vẫn đốt là song Vasava. Ngoài ra còn vị trí mà ở AMC, rồi vị trí lá trước vai lá và vị trí ở gần hít. Và cuối cùng là ở vị trí ở thượng tâm mạc. Thì tôi không nói về Vasava, về cái này đồng nghiệp đốt rất nhiều rồi. Thì với cái vị trí mà ở bên trái thì thành công thấp hơn rất là nhiều so với các cả thế giới là khoảng 60%. Và tỷ lệ mà bên trái chúng tôi thì Vasava là 65% và không phải Vasava là 35%. Thứ nhất là vị trí bên trái LVOT nhưng không phải song Vasava, thì chúng ta có vị trí AMC, đây là tiếp giáp giữa van động mạch chủ và vai lá, thì nó có cái giải sơ ở đây và nó thường là sơ hoàn toàn, nó có tế bào lạc chỗ, vì vậy hay gặp ngoại thất xuất phát từ đây. Và phân biệt thế nào thì chủ yếu chúng ta phân biệt giữa cái AMC là cái ranh giới của này và van lá là trước, thì hai cái này giống nhau là gì, R rất cao từ V1 đến V6, đặc biệt là với anterior ở là trước vai lá thì nó có như tự tâm mạc và thể sóng SC sâu ở đây, vậy vừa có R rất cao, quét xì chúng ta chẩn đoán là lá trước vai lá. Đây là một ca AMC là chúng tôi đi qua van động mạch chủ và quạt ngược tiếp xúc giữa van động mạch chủ và cái vai lá, ở đây là CS thì đốt thành công, mà chúng tôi cũng dùng cái 3D hiệu quả rất là cao. Tiếp theo là cũng đường LVOT nhưng mà nằm ở hít, thì ca này chúng ta thấy nên nó hơi mờ một chút ạ, thì là nó rất là hẹp ở QRS ở các cái đạo trình trước tim vậy nằm ở, và nó khử cực tại transition rất là cao, như vậy nằm bên trái nhưng mà vách. Tuy nhiên thì D2, D3F hơi âm. Như vậy là mặc dù LVOT nhưng mà rõ ràng nó nằm ở dưới LVOT, và tôi mò thấy đúng vị trí hít này. Và tôi đốt luôn ở cái vị trí này và phải dùng 3D vì vị trí rất nguy hiểm. Chỉ lệch một tí là vào hít ngay, và cái này đốt thành công cũng cách đây khoảng 1-2 tuần. Tiếp theo là cũng một ca PVC khác cũng nằm gần hít và chúng tôi cũng đốt thành công. Và ca này nó hơi khó, tôi phải dùng cả long sheet và cũng xác định giống như vị trí đó. Cuối cùng là vị trí thượng tâm mạc đều là VOT, thì chúng ta hai vị trí thượng tâm mạc, một là cái chóp thất trái và thứ hai là ở các cái xoang vành. Thì chóp thất trái chúng ta biết rồi là một cái ranh giới giữa cái động mạch liên trước và nhánh mũ, đây là cái vùng có cái lớp mỡ rất là cao nằm ở đây. Thì để phân biệt giữa cái chóp thất trái và vị trí khác thì chúng ta căn cứ vào cái điểm MDI, là chúng ta thấy một cái tỷ lệ giữa cái đầu QRS đến cái sóng R và tỷ lệ thời gian R đến cái đầu của SC. Và nếu trên 0.55 thì đây là khả năng là cái đường thượng tâm mạc, là đường ở cái chóp thất trái.
thì tiếp xúc cái điều trị cái rót thuốc trái này hai cách tiếp cận. Một là chúng ta chọc thượng tâm mạc để luồn trực tiếp vào vị trí này, bởi vì nó nằm ở thượng tâm mạc giữa cái động mạch thân trung và nhánh mũ, nên chúng ta phải chụp mạch vành để tránh đốt vào cái động mạch. Và cái tiêu thứ hai là nhiều ca cái CS, có thể chúng ta dùng cái CS và dùng ablation loại 4F hoặc 5F ta luồn vào cái CS để chúng ta đi tiếp cận tới ngay cái vị trí thượng tâm mạc ở đây để chế đốt. Và tiếp theo là vị trí không phải được ra trái, thì tác giả thế giới thì có 3 vị trí gặp, một là vị trí ở thành bên, hai là cơ nhú và ba là vị trí vùng sau dưới của các nhánh phân trái, thì tương đương nhau. Với chúng tôi thì hay gặp nhất là ở các cái vị trí mà ở vùng lá van hai lá nhiều hơn, còn cái vị trí phân nhánh trái và cơ nhú thì thấp hơn, đặc biệt là cái cơ nhú đốt rất khó nên là nhiều khi cũng nhìn thấy là cũng ngại đốt rồi, là tỷ lệ thấp hơn rất là nhiều so với cái vị trí khác. Thì với vùng vai lá thì đương nhiên ở vùng lá trước hay gặp nhiều nhất là chiếm 58%, thì nó là coi như đường ra thất trái. Ngoài ra còn vị trí ở vùng sau dưới, thì đây là vị trí vùng sau dưới của cái lá van hai lá chúng tôi đốt thành công. Và cái vị trí này thì chúng ta thấy là gì, nó khá giống với vị trí của phân nhánh trái sau dưới, nhưng mà tuy nhiên thì cái R ở V1 nó không cao hẳn lên như nhánh trái sau dưới mà nó lại thấp thôi. Nhưng mà với cái thấp này mà D2 DPF cũng âm như vậy thì chúng ta nghĩ nhiều là ở vùng sau dưới của cái lá van hai lá chứ không phải là ở nhánh trái sau dưới. Tiếp theo là vùng cơ nhú, thì cơ nhú có hai dạng, cơ nhú trước trên và cơ nhú sau dưới. Đây là một cái cơ nhú ở vùng trước trên, thì cái D2, D3F nó cao nhưng cao vừa phải thôi. Vậy với một cái điện tim mà chúng tôi thấy bên trái, mà D2, D3F nó cao hơi một chút và nó giãn rộng ra thì khả năng nhiều là cơ nhú bên trái. Thì cái đốt này cực kỳ khó, nó thật như vậy. Chúng tôi dùng cả 3D, cả long sheet, cả cool point vì cái điện trở nó rất là cao. Thì nhiều khi đốt cũng thành công, có cái không thành công. Và cuối cùng là ở cái vùng ở vị trí phân nhánh trái. Thì thực ra chúng ta biết rồi là đốt cái phân nhánh trái giống như đốt các cái nhịp nhanh vòng ngoại nhánh trái thôi. Và hình ảnh điện tim nó giống như vậy, với cái vị trí mà ngoại âm thu thất mà xuất phát từ nhánh trái trước trên thì giống như cái nhịp nhanh thất ở trái trước trên, thì D2, D3F dương và D1 âm. Ngược lại với nhánh trái sau dưới thì giống như nhanh thất ở vòng ngoại sau dưới thì D2, D3F âm và cái D1 thì là dương. Đặc biệt là V1 chúng ta hình ảnh cái R nhỏ SCR phải. Đây là một ca mà cái ngoại âm thu xuất phát từ nhánh trái trước trên, thì nó thấy rất điển hình là D2, D3F dương cao lên và chuyển tiếp rất là cao ở đạo trình V1. Đây chúng tôi đốt thành công rồi. Và vị trí thứ hai là vị trí nhánh trái sau dưới, thì nó giống hệt như đốt của cái nhịp nhanh thất vòng ngoại lạnh nhánh trái thôi. Và chúng tôi cũng dùng hệ thống 3D và đã định vị được đúng vị trí này và đốt thành công. Về kết luận thì ngoại âm thất nguyên phát thì chúng ta biết là thường xuất phát từ đứa thất phải sau đó thất trái. Và ở bên phải thì ngoài vị trí của AVOT ra thì chúng ta cũng gặp khá nhiều ở vùng van ba lá, vùng gần hít, vùng thành bên. Cũng thật là vùng gần hít thì đốt gần như không ca nào không đốt, kể cả đường phụ, VPV và ngoại âm thu. Đặc biệt là với cái định vị của 3D và cộng với long sheet, azilit của sinh dứt thì chúng tôi cũng hầu như chưa gặp ca nào biến chứng. Nó chỉ đốt thoáng qua, sau đó thì là cũng đã thành công. Ngoài ra bên trái thì ngoài cái đường ra thất trái là vùng xoang Massava là trước vai lá bó hít, thì chúng ta còn vùng cơ nhú, vùng là sau vai lá, vùng phân nhánh trái trước trên và sau dưới. Thì việc chỉ đốt các vị trí không điển hình này thì rõ ràng là tỷ lệ thành công không thấp, nhưng mà chúng tôi bên phải thì khoảng độ cũng 90%, bên trái cũng là 5-70%, cũng là rất là tốt rồi. Và như bài báo cáo của tiến sĩ Khanh ấy, thì rõ ràng là các cái vị trí không điển hình ấy, thì cái thuốc dùng rất ít hiệu quả, thì cái việc chiết đốt thậm chí là class 1 chứ không phải là như các vị trí điển hình khác. Và đặc biệt là với hệ thống 3D và hỗ trợ lõi cho long sheet thì những vị trí khó như vậy chúng ta hoàn toàn có thể thành công. Xin chân thành cảm ơn sự lắng nghe của quý đồng nghiệp.